Xin chào tất cả các anh chị thành viên độc lập của gia đình Herbalife Việt Nam. Hôm nay Nga cùng với hai thành viên tuyến dưới của mình sẽ hướng dẫn các anh chị phương thức tiếp cận khách hàng theo mô hình nhóm dinh dưỡng. Xin mời các anh chị cùng theo dõi chúng tôi nhé. Xin chào các anh chị, hiện tại Nga cùng với hai thành viên của mình đang ở một khu chợ khá là tầm uất. Mời các anh chị cùng theo dõi cách chúng tôi tiếp cận khách hàng nhé. Em ơi, chị chào em. Chào chị. Tên là Nga, chị có cái nhóm dưỡng ở gần đây này. Cảm chị ơn. Mời em ghé. Không có nhu cầu, không quan tâm. Chị cảm ơn em. Chị ơi, em chào chị. Em là Nga đó, em có cái nhóm dưỡng ở gần đây này. Em mời chị đến 5 phút để em hướng dẫn cho mình chế độ ăn uống này, giúp cho chị có được cái sức khỏe, có một cái vóc dáng đẹp hơn. Cái dinh dưỡng gì vậy? Đây là sản phẩm dinh dưỡng của Mỹ thay cho bữa ăn, để giúp cho chị có đủ các chất dinh dưỡng, giúp cho chị có sức khỏe tốt. Chị có thể vào 5 phút được không? Bây giờ chị bận quá rồi, hẹn em bữa khác, em có thông tin gì cho chị? Vậy em gửi chị cái thư mời nha. Cái thư mời của em có tên, số điện thoại và địa chỉ của em. Chị dành ra 5 phút vào ngày mai đi rồi em sẽ tư vấn cho chị. Chị cảm ơn em nha. Dạ, em chào chị. Cảm ơn chị. Chào chị. Chị ơi, em chào chị. Chào em là Nga, em có cái nhóm dưỡng ở gần đây này. Chị có thể cho em 5 phút á, em mời chị vào em tư vấn cho chị về chế độ ăn uống để mình có cái vóc dáng đẹp hơn. Cái em nói là cái dinh dưỡng ở Herbalife hả? Dạ đúng rồi đó chị. Thôi chị không dùng đâu, chị có sử dụng rồi mà nó không có được kết quả. Có thể là mình chưa dùng mà đúng đủ đều đó, rồi chưa được cái cách chăm sóc hướng dẫn cụ thể đó. Chị cho em cơ hội đi, em chăm sóc lại chị 30 ngày. Thôi. Hay em gửi cho chị cái thư mời đi. Rồi chị về chị suy nghĩ rồi chị đến. Chị không có đạt được kết quả như thế, chị không sử dụng nên chào em nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhé. Dạ. Mời cái chị kia ha. Chị ơi, em chào chị. Dạ. Em là Nga, em có cái nhóm dưỡng ở gần đây này. Và nhóm của em là giúp cho chị có một cái chế độ ăn uống lành mạnh hơn, khoa học hơn, giúp cho chị có được cái sức khỏe tốt và cải thiện được cái vóc dáng của mình. Em mời chị ghé 5 phút thôi để em hướng dẫn cho mình. Là giảm cân đó hả chị? Cải thiện vóc dáng. Đúng rồi, chị có muốn giảm cân không? Nhưng mà chắc thôi đi, tại vì em dùng nhiều biện pháp lắm nhưng mà em thấy nó không có hiệu quả. Thì bây giờ mình cho mình thêm một cái biện pháp nữa đi. Bởi vì là trong nhóm của chị á thì rất là hướng dẫn cho em cách ăn uống rất là khoa học, giúp cho em chọn được thức ăn đúng này, uống nước hợp lý này, rồi chế độ ngủ nghỉ vận động hợp lý, em sẽ đạt được kết quả của mình. Nhưng mà tại vì mấy lần mà em sử dụng thuốc giảm cân kia họ cũng nói vậy, nói chung là em không tin lắm. Ở đây là không phải là thuốc giảm cân mà chị cũng không có bán hàng cho em luôn. Em vào nhóm của chị là chị sẽ cam kết chăm sóc mình 30 ngày. Mỗi sáng em đến nhóm của chị em thay đổi chế độ ăn. Đây này, em này cũng đã giảm cân rất là khoa học rồi. Em cứ vào đi rồi chị và hai bạn này sẽ đồng hành hướng dẫn cho em. Nhưng mà nó là cái gì chị ha? Mình vào trong nhóm của chị á, thì mình sẽ thấy được những người tham gia trong nhóm của chị họ sẽ uống một ly trà, họ uống một ly dinh dưỡng. Nhưng mà em vào đi rồi em sẽ tự hình dung ra được. Rồi không đâu phải là em vào là em sẽ phải dùng ngay đâu. Em vào em tìm hiểu, em thấy phù hợp thì em đưa ra quyết định em dùng. Còn nếu không thì thôi, không mất gì hết. Nhưng mà nó là nhóm dinh dưỡng là sao ạ? Nhóm dinh dưỡng nha, chỗ đó là nơi mà mọi người đến đấy để thay đổi một cái thói quen ăn uống. Em đến đấy em dùng trà này, em dùng dinh dưỡng này, em gặp gỡ những người tham gia để giao lưu, để kết bạn, để trò chuyện, chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm trong cuộc sống của mình, rồi cách làm sao để giúp cho mình có được sức khỏe, có vóc dáng đẹp hơn. Nhưng mà chị có chắc là sẽ được như những gì mà em mong muốn không vậy? Nếu mà em thực sự nghiêm túc, em tuân thủ theo hướng dẫn của chị, rồi chị sẽ dùng hết những cái kinh nghiệm của mình để mà chăm sóc cho em, thì hai chị em mình sẽ đạt được cái kết quả như ý. Nhưng nếu mà không được thì sao chị ha? Nếu không được thì chị sẽ hoàn tiền lại cho em. Thôi đi, đi với chị 5 phút thôi, ngay đây thôi. Dạ. Đi em.
Thường tối em ăn trễ nhất là thường là khoảng mấy giờ? Dạ, tầm khoảng 10 giờ á chị. 10 giờ tối hả? Dạ, đúng rồi. Ừ. Thế một ngày em uống bao nhiêu lít nước? Dạ, em cũng không biết được là bao nhiêu ạ. Không biết là bao nhiêu. Em uống những cái loại nước gì? Dạ, như em hay uống trà sữa nè, nước ngọt có ga. Thực ra thì khi mà mình muốn giảm cân á, thì mình cần phải để ý cái chế độ ăn và cái chế độ uống của mình. Bởi vì là nước á, thì nó giúp cho em thanh lọc cơ thể này, vận chuyển dinh dưỡng đi nuôi cơ thể của mình. Thì mình cần phải để ý chế độ. Cái quan trọng nữa là mình có cái chế độ vận động nữa. Dạ. Thì một ngày như vậy em có tập thể dục hay không? Rồi em tập những cái môn gì? Dạ, hình như là em không có tập thể dục luôn á. Ừ, không tập thể dục. Từ trước đến giờ em đã trải nghiệm cái giải pháp gì để giảm cân chưa? Lúc trước em cũng có dùng thuốc giảm cân nè. Ừ. Dạ. Dùng thuốc giảm cân. Ừ. Ngọc muốn giảm bao nhiêu ký? Em thì muốn giảm khoảng 6 ký. Giảm 6 ký. Chúc mừng em là ngày hôm nay em với chị có duyên đã gặp nhau và chị mời em vào đây để hướng dẫn cho em. Dạ. Thì chị cũng đã làm trong cái cơ hội Herbalife này được gần 11 năm rồi. Nên chị cũng đã hướng dẫn rất nhiều khách hàng có thể giảm được cân hay là thay đổi được cái chế độ ăn uống của mình. Chị có thể giúp cho em giảm được 6 ký. Với điều kiện là em cũng phải cam kết lại với chị. Thấy không? Ví dụ là chế độ ăn uống này, giờ giấc này là mình cần phải tuân thủ để cho mình đạt được cái kết quả. Ừ. Thì ở đây thì nó không có khó, tại vì trong đây của chị là một cái nhóm dinh dưỡng thì nó giúp cho mình là thay đổi cái chế độ ăn uống thôi. Thì em uống một ly hỗn hợp dinh dưỡng này cung cấp đủ cho em protein, chất xơ, vitamin hay là những cái khoáng chất thiết yếu, những chất chống oxy hóa nữa. Và thêm vào đó thì ở đây tụi chị còn có thêm cho mình một cái ly trà. Trà thảo mộc cô đặc thì giúp cho em tăng cường sự tỉnh táo, tập trung, chống oxy hóa. Nhóm dinh dưỡng của chị là mở cửa từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ trưa. Thì em sắp xếp cái thời gian phù hợp của mình để mình đến đây mình trải nghiệm thay cho bữa ăn sáng. Yeah. Rồi chị sẽ hướng dẫn thêm cho em mình cần phải uống bao nhiêu lít nước mỗi ngày thì mình tập cái thói quen uống nước. Rồi buổi trưa mình về thì tụi chị sẽ hướng dẫn cho em mình lựa chọn những cái thức ăn nào có cái hàm lượng calo thấp hơn một xíu mình ăn. Mình muốn giảm cân mà nó đạt hiệu quả thì mình cần phải thay thế hai bữa ăn. Nên là sáng mình đến đây mình dùng, rồi trưa thì mình về nhà mình ăn theo cái chế độ của mình. Buổi chiều thì ở đây tụi chị mở cửa từ 5 giờ chiều tới 7 giờ chiều. Thì em sẽ tới đây để em dùng thay cho cái bữa ăn chiều của mình. Vậy ngày hôm nay Ngọc có sẵn sàng và trải nghiệm ngày đầu tiên ở đây với chị không? Dạ, cho em hỏi là mình uống cái này nó có dễ bị đói không ạ? Một vài ngày đầu thì có thể em chưa quen thì nó có thể hơi đói một xíu. Thì khi nào em đói thì em uống miếng nước vào, hay là em ăn một ít trái cây nhẹ thôi, ví dụ em ăn ổi nè, em ăn quả táo này, thì một vài ngày đầu thôi. Sau đó thì em đủ chất rồi, em quen rồi, nó không có đói nữa. Dạ, nó có dễ uống luôn không chị? Chị thì thấy nó ngon đó, giống như một ly sinh tố thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là em trải nghiệm cái này 30 ngày thì em sẽ đẹp hơn, phải không? Em sẽ giảm được cân, em sẽ đẹp hơn. Vậy chị sẽ cam kết là chị đồng hành với em. Ví như là sáng em đến đây em dùng thì em gặp phải những cái phản ứng gì, ví như là khó chịu trong người này, rồi là mình đói này, thì em cứ nói chuyện với chị, rồi chị sẽ hướng dẫn thêm cho em. Vậy hôm nay chị làm thẻ cho em ha. Dạ, chị cho em tham gia. Ok. Thì ở đây là nhóm dinh dưỡng của chị là các em đến đây, là các anh chị đến đây là tự phục vụ mình. Thì ngày hôm nay ngày đầu thì em ăn sáng chưa? Dạ em vẫn chưa. Em chưa ăn sáng. Thế thì mình sẽ đến đây, ví dụ như ngày hôm nay là ngày 25 thì em sẽ dùng một bữa, thì em sẽ ghi cái ngày 25 vào đây ha. Em tự đánh dấu cái ngày 25 vào đây. Yeah. Rồi mình chiều em tới em dùng nữa thì em lại lấy cái phiếu này em ghi ngày 25 vào đây. Đó, thì em sẽ dùng cái phiếu này là 30 bữa. Đó, thì đến thì chị hướng dẫn cho em cách mình tự pha một ly trà mình dùng. Em dùng hết một ly trà xong thì sẽ tự pha một ly dinh dưỡng mình dùng. Yeah. Rồi em có thể có thời gian thì em ngồi lại uống thêm nước. Đó, sau đó thì em về thì em cũng giúp cho chị luôn là tự rửa cái ly của mình luôn. Mình rửa cho nó sạch sẽ cái ly của mình, rồi ngày mai mình đến mình dùng cái ly đó của mình sử dụng tiếp. Dạ. Chúc mừng Ngọc hôm nay đã quyết định trở thành người tham gia trong nhóm dinh dưỡng của chị. Hy vọng là bắt đầu ngày mai chị với em cùng với nhau đồng hành
để giúp cho em có được vóc dáng thon gọn hơn, tự tin hơn. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em.